Nam em khiến dân tình vui mừng khi đã tìm được con đường đi cho bản thân. Cụ thể nam em biết, cuối cùng người duy nhất có thể bảo vệ được cho mình đó chính là chính mình. Từ lúc mình nghiệm ra câu này là lúc mới chập chững bước ra đời. Chỉ có điều càng lớn càng muốn được sống như một đứa trẻ, ngây thơ với cảm xúc bản thân. Mình cứ là chính mình, đời còn dài lắm, chưa biết được ai là người tới đích cuối cùng đâu. Sự thật luôn được tôn vinh. Kèm theo đó là một loạt bình luận vui nhộn của cô bé. Nam em viết, năm nay chắc phải cúng như này mới yên ổn quá, cầu ít thị phi. Có ai băng ăn bánh tráng trộn không? Có thể nói, dân tình hết sức vui mừng vì nam em thật sự đã bản lĩnh, biết bảo vệ chính bản thân mình trước những sóng gió về tình cảm. Mấy ngày hôm nay, dù ồn ào về tình cảm đời tư, nhưng nam em vẫn rất tự tin, xinh đẹp và tỏa sáng. Có lẽ cuộc sống đã tôi luyện cho nam em trở nên như thế. Chỉ có bản thân mình mới bảo vệ được chính mình. Dân tình để lại nhiều bình luận chúc mừng nam em, mong của nam em sẽ giữ vững niềm tin như vậy để bước vào đấu trường ngang sắc. Ai cũng thương em này, từ các cô chú lớn tuổi thương vì thật thà, cứ lo sợ em này bị kia. Em làm cho người khác cảm thấy tin tưởng vì cuốn hút lúc nào không hay. Cứ thế mà tiến lên nha nam em, còn rất nhiều người thương em, chân thành nguyện đồng hành cùng nam em. Hay quá cô bé, hãy chọn công việc là ưu tiên hàng đầu nha. Mong bé trở lại Miss 2021 và ra các sản phẩm âm nhạc, let's go. Trang điểm và style hôm nay đẹp trẻ trung nha bé. Em ơi, nghe hàng vạn lời khen, hàng vạn lời khuyên. Đó là tấm chân tình mà mọi người dành cho em đó. Ai cũng có một thời. Thôi thì công việc đi trước, tình cảm tùy duyên, chúc nam em thành công. Trong đời ai cũng có một vài lần vấp ngã, nhất là trong show nghệ sĩ tự mình vươn lên. Đừng hy vọng hay dựa dẫm vào ai. Em là một hoa hậu, em nên nhớ em là hoa hậu. Mình từng đi thi đấu trường quốc tế mà bản lãnh của em. Hãy nhìn những đàn chị đi trước mà tiếp bước lên. Giàu có mạnh mẽ thì thiếu gì người yêu em. Chị yêu quý em bởi sự ngây thơ trong sáng, thuần khiết trong tâm hồn. Và con người của em, chỉ mong em luôn mạnh khỏe, có nhiều năng lượng để tỏa sáng trong sự nghiệp, sống tích cực em nhé. Con thật là dễ thương và xinh đẹp tuyệt vời, mong con cố gắng sống tích cực. Còn duyên thì sớm muộn cũng thuộc về nhau, hãy cố gắng nhìn nhận vấn đề cho chuẩn xác con nhé. Thương con gái quá. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh của chúng tôi. Chúng tôi luôn mong muốn sẽ đem đến cho quý vị và các bạn những giây phút trải nghiệm thật tuyệt vời. Xin đừng quên ấn nút đăng ký để không bỏ lỡ những tin tức mới. Sau đây xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tin giải trí.